Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Trong chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thành phố Sơn La thiệt hại gần 73 tỷ đồng do mưa lũ. Phần cuối chương trình có phóng sự: thành phố Sơn La phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết của chương trình. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2024, cấp ủy chính quyền, ủy ban mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Tưởng nhớ công lao của các anh hùng liệt sĩ, Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố, khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lò Văn Giá. Thành phố cũng đã thành lập đoàn thăm tặng quà 50 gia đình chính sách, thương bệnh binh tiêu biểu trên địa bàn. Phòng Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với các xã phường chuyển trao quà của tỉnh, của thành phố đến 100% các gia đình chính sách, thương bệnh binh. Bên cạnh đó, với tinh thần uống nước nhớ nguồn của dân tộc, các xã phường, cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân trên địa bàn thành phố đã có nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa đối với anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng như thăm tặng quà với tổng trị giá số tiền trên 800 triệu đồng. Với mục tiêu phấn đấu để các gia đình chính sách có mức sống trung bình khá so với mức sống ở khu dân cư, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trên địa bàn thành phố tiếp tục huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa đối với gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình có công với những hoạt động ý nghĩa thiết thực. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, lòng yêu quê hương đất nước. Từ đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La tiếp tục phấn đấu học tập, lao động và rèn luyện để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp văn minh. Đoàn Thanh niên phường Tô Hiệu đã tổ chức hoạt động về nguồn với sự tham gia của các em thiếu niên nhi đồng, đoàn viên thanh niên đến từ các tổ bản của phường. Đoàn đã dâng hương và thực hiện dọn dẹp các phần mộ tại nghĩa trang liệt sĩ nhà tù Sơn La và tổ chức cho các em đến thăm và trải nghiệm khu di tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La. Thông qua các hoạt động ý nghĩa trên nhằm giáo dục truyền thống cách mạng và phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của toàn xã hội nói chung và của thế hệ trẻ nói riêng, làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, đặc biệt giáo dục thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống của cha anh, tham gia tích cực vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Do mưa lớn kéo dài đêm 23 rạng sáng ngày 24 tháng 7 tại thành phố Sơn La đã gây thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của nhân dân. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, các xã phường đã kịp thời huy động lực lượng hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại. Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã kịp thời kiểm tra, đôn đốc công tác ứng cứu và xử lý các điểm ngập úng. Đây là trận ngập lụt lớn trong nhiều năm trở lại đây, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, đặc biệt tại các tuyến đường trung tâm nội thành như Trường Chinh, Chu Văn Thịnh, một số điểm ngã ba, ngã tư đã xảy ra ngập úng cục bộ. Các lực lượng xã phường đã thực hiện sơ tán dân khẩn cấp ra khỏi vùng nguy hiểm, tham gia cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ bão gây ra. Thường trực Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các lực lượng tham gia ứng cứu các hộ dân, sơ tán người, tài sản, giảm thiệt hại. Đồng thời chỉ đạo các xã phường tiếp tục rà soát, đánh giá các điểm có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng, chủ động triển khai các biện pháp sơ tán di rời, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Để giảm tải cho hồ thủy lợi Bản Mòng, 9 giờ 30 ngày 24 tháng 7 đã thực hiện xả lũ, do đó các xã phía hạ lưu đã bị ngập sâu. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố, tính đến 17 giờ ngày 24 tháng 7, tuy không có thiệt hại về người, song mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề. 538 nhà ở bị sạt lở, ngập úng, trên 266 ha lúa, ngô, hoa màu bị ngập úng, 207 con gia súc gia cầm bị cuốn trôi hoặc chết, 38,4 ha ao cá bị ảnh hưởng, 555 mét đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng, 115 xe ô tô, xe máy, xe điện cùng nhiều tài sản khác và 10 tấn gạo bị ngập nước, hư hỏng. Tổng thiệt hại ước tính gần 73 tỷ đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.
Theo dự báo, trên địa bàn thành phố tiếp tục có mưa to đến rất to, gây ngập úng và ảnh hưởng đến giao thông. Vì vậy, nhân dân cần theo dõi sát diễn biến của thời tiết, chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, sét, mưa đá, lũ quét. Các hộ gia đình trong vùng có nguy cơ ngập lụt cao cần hết sức cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh. Các địa phương bố trí lực lượng theo dõi phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức lễ trao nhà tình thương cho hội viên Lò Thị Miên, bản Ót Nội, xã Trường Cọ, là hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Dự buổi lễ có đồng chí Lò Phong Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đồng chí Lường Thị Hảo, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố. Mái ấm tình thương của gia đình chị Lò Thị Miên có diện tích 60m², tường xây, mái lợp tôn, nền lát gạch hoa, có đủ bếp và công trình phụ, tổng kinh phí xây dựng trên 350 triệu đồng, trong đó Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hỗ trợ 20 triệu đồng, số tiền còn lại là của họ hàng giúp đỡ bằng ngày công, vật liệu xây dựng. Ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình chị Miên yên tâm phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa, thể hiện trách nhiệm của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và thành phố, chung tay cùng cấp ủy chính quyền địa phương, giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa là đạo lý và truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống ấy, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La luôn quan tâm chăm lo, giúp đỡ những đối tượng chính sách, người có công với cách mạng bằng nhiều việc làm thiết thực. Điều này sẽ được phản ánh qua phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hiện nay, thành phố Sơn La có 400 đối tượng người có công và 1.614 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Xác định công tác chăm lo cho người có công và công tác đền ơn đáp nghĩa là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Thành phố đã quan tâm chỉ đạo các cơ quan đơn vị, nhất là Ủy ban dân các xã phường, thực hiện các chế độ chính sách cho người có công kịp thời. Nhiều hoạt động chăm lo cho người có công được thực hiện như hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức khám tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có công, biểu dương các gia đình thương bệnh binh tiêu biểu, giáo dục truyền thống đạo lý cho thế hệ trẻ. Để có nguồn quỹ chăm lo cho người cao tuổi, thành phố chú trọng công tác xã hội hóa. Hàng năm vào dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ủy ban nhân dân thành phố phát động phong trào ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa. Hầu hết các tổ chức cá nhân, đặc biệt là cán bộ công nhân viên, lao động của thành phố và một số tổ chức đóng chân trên địa bàn thành phố đều dành sự quan tâm đối với người có công với cách mạng. Đối với công tác đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm thì được thành phố hết sức quan tâm với các cái hoạt động rất là cụ thể với tính chất để tri ân một cách kịp thời, đồng thời cũng là sự động viên đối với lại những người có công, các thương binh, gia đình liệt sĩ và là một cái hình thức để giáo dục cho thế hệ trẻ trong cái truyền thống uống nước nhớ nguồn. Cũng như mọi năm thì năm nay thành phố cũng đã tổ chức để làm sao đó kịp thời động viên cho tất cả gần 420 người là thương binh, người có công, nạn nhân chất độc da cam, bà mẹ Việt Nam anh hùng đều có những cái phần quà và được bố trí các đoàn để đến thăm động viên đối với từng hộ gia đình, từng cá nhân. Với mục tiêu thực hiện tốt hơn nữa các chế độ chính sách cho người có công và thân nhân, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố xác định tập trung tuyên truyền để mọi người hiểu rõ được các chính sách đối với người có công, từ đó thực hiện đúng đủ các chế độ chính sách, nhất là những chế độ chính sách mới. Trong 7 tháng năm 2024, đã chi trả trợ cấp hàng tháng cho 400 đối tượng người có công và 1.614 đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng số tiền là trên 12 tỷ đồng. Trong đó đã thực hiện chi trả trợ cấp qua tài khoản ngân hàng cho 1.370 đối tượng bảo trợ xã hội, 322 đối tượng người có công với cách mạng. Hàng năm đều tham mưu kịp thời cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức các hoạt động trọng tâm nhân Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Ngày vì nạn nhân chất độc da cam mùng 10 tháng 8, Ngày lễ Tết chăm lo sức khỏe của người cao tuổi. Ngoài các chế độ chung của Đảng, Nhà nước,
còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, thanh niên và ủy ban nhân dân các xã phường thường xuyên chăm lo, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người có công để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và các chính sách theo quy định. Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố thì đã tham mưu cho ủy ban thành phố ban hành kế hoạch để trình ban thường vụ thành ủy về các chủ trương tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 27/7. Đối với việc chi trả trợ cấp cho đối với người có công thì hàng tháng thì phòng cũng đã tham mưu với ủy ban chi trả thực hiện theo cái chỉ đạo của trung ương của tỉnh, thì đã tổ chức chi trả chế độ chính sách kịp thời hàng tháng. Trong đó thì các đối tượng thì chúng ta đã triển khai, từ tới nay thì cũng đã triển khai là chi trả chế độ qua tài khoản cho các đối tượng chính sách. Phong trào đền ơn đáp nghĩa luôn được Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị cá nhân tích cực triển khai, tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc. Thế hệ trẻ của thành phố Sơn La cũng đóng góp rất nhiều hoạt động ý nghĩa. Các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, huy động đoàn viên thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh tại các nghĩa trang liệt sĩ, sửa chữa nhà ở, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho các hộ có công. Từ những việc làm cụ thể của các cấp các ngành, thành phố Sơn La không chỉ thể hiện lòng tri ân với những người đã không tiếc xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà còn tiếp thêm động lực để người thân của người có công ấm lòng hơn, tiếp tục góp sức cùng xây dựng quê hương ngày càng tươi đẹp. Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, thì thành đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức các cái hoạt động, ví dụ như là thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ gia đình có công thương binh liệt sĩ và ra quân dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang, tu sửa các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn của các xã phường. Còn đối với thành đoàn thì cùng với đó thì chúng tôi cũng tập trung hướng về các cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Một ngày giữa tháng 7, trong ngôi nhà của cựu thanh niên xung phong Lê Thị Tâm, tổ 4 phường Quyết Tâm, thành phố Sơn La, thành đoàn cùng đoàn phường Quyết Tâm đã tổ chức bữa cơm sum vầy ấm áp yêu thương. Từ sáng, các đoàn viên thanh niên được phân công có mặt dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị thực phẩm để nấu một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, ấm cúng cùng bà. Bữa cơm sum vầy ấm áp yêu thương là hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, bày tỏ lòng kính trọng biết ơn của các thế hệ trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, những người có công với cách mạng đã hy sinh cống hiến, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Bà cũng nhắn nhủ các đoàn viên thanh niên tiếp tục noi gương thế hệ đi trước. Những người trẻ tuổi luôn là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động, không ngại khó, ngại khổ, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi thấy là tôi rất yên tâm và tự hào vì yên tâm ở thế hệ trẻ. Các cháu là đã có những cái tinh thần và cái tư tưởng tích cực về mặt xã hội cũng như là về cái uống nước nhớ nguồn. Thì là các cháu là những người là thay mặt cho thế hệ trẻ, thì cái đấy là tôi rất là tự hào và cũng rất là yên tâm. Thời gian tới, ngoài việc thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách ưu đãi của nhà nước, đảm bảo các khoản phụ cấp, trợ cấp được trao đúng đối tượng, thành phố Sơn La tiếp tục đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, nêu cao trách nhiệm toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công, thực hiện có hiệu quả các hoạt động tình nghĩa, khuyến khích động viên tạo điều kiện để các đối tượng chính sách tích cực tham gia các hoạt động xã hội, phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp cá nhân chung tay giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công bằng nhiều hoạt động cụ thể thiết thực, thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang cơ sở của Trung tâm Truyền thông Văn hóa thành phố, phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Sơn La. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.